Hello, xin chào tất cả các bạn đã tới với cuộc thi chạy ngày hôm nay. Nhưng mà cuộc thi chạy ngày hôm nay nghe có vẻ là hơi kỳ lạ. Cuộc thi chạy ở bên ngoài ấy, thì người càng gầy chạy càng nhanh. Nhưng mà cuộc thi chạy hôm nay của Thắng ấy phải càng béo thì chạy nó mới càng nhanh. Mà béo tới đâu thì béo cứ tham gia cái cuộc thi chạy của Thắng, chạy và tới cuối đích một phát là người lại gầy như một que tăm. Mà không biết béo như thế thì mới đầu tham gia người ta có cho ăn nhiều không ta? Cuộc đời của mình chưa bao giờ mà gầy như thế này. Nhân vật của mình đang đẹp trai mà vào trong cái game này phát là nhìn trời ơi, đúng là que tăm que sỉ răng mà. Mà bây giờ mà ăn nhiều thêm béo chắc là nhìn xấu lắm đây. Người ta cho thức ăn nha, người ta cho bánh hamburger. Tất nhiên là ăn bánh hamburger thì sẽ cực kỳ là béo. Kể cả bên ngoài cũng thế. Bên ngoài mà hôm nay cũng ăn bánh hamburger xem có mà béo như là con lợn đấy. Các bạn tất nhiên là đừng có ăn nhiều bánh hamburger nha. Lúc nào mà tham gia cái cuộc thi giống như Thắng thì mới cần ăn bánh hamburger thôi. Mà khoan đã, sao mà người ta hướng dẫn gì để cái bảng hướng dẫn to lù lù thế này thì Thắng làm sao những nhân vật của Thắng để mà chơi? Mấy bạn có biết là tất cái thanh tắt to tướng tướng khủng khủng lô lô này kiểu gì ta? Hình như là cứ đến 100 cái lần kích thì nó sẽ tự tắt sao nhỉ? Một trăm nha. Rồi, đúng luôn. 100 là người ta sẽ tự tắt kiểu như này hướng dẫn cho chúng ta chơi ấy. Nhiên đá quý, có cho mình quay cái đi free không ta? Có cả tặng quà này, quà theo mốc thời gian. Nhưng mà là người ta không cho biết chúng ta sẽ được cái quà gì. À, thú cưng free, nhưng mà phải lạp tiền. Lạp tiền mà cứ bảo là thú cưng free. Rồi, bây giờ là người ta hướng dẫn chúng ta đi tới đối thủ kìa. Đối thủ thứ nhất là kẻ cuồng tín. Nhưng mà bạn này nhìn có vẻ bạn này có béo đâu ta. Rồi, người điều hành bạn đấy cũng không béo. À, càng ngày mới càng béo. Mà nhìn mấy ông này to cơ chứ nhìn cái béo gì đâu. Ok, được rồi, người ta chỉ tới đây. Và bây giờ là thi chạy này các bạn ơi. Ơi, tôi mới vào bây giờ tôi chạy chậm như thế này thì làm sao mà chạy được. Uầy, biết ngay mà. Chắc là người ta cố tình bắt thằng chạy để xí nhục Thắng đây mà. Chạy cái con đường này kéo mất tận 10 phút thì mình về tận đích. Trong khi đó cái tên đầu tiên đã về tận đích rồi kìa. Bao giờ mình mới được to như mấy cái tên kia đây. À, về tận đích cũng có giải thưởng đấy, giải thưởng ở bên tay phải cái kia, có cả nhấp tự động kìa đúng không? Nhấp tự động mất tận 99 Robux. Ơi giời ơi. Ok, vâng, và Thắng đã về tới cái top cuối rồi. Quá là nhục nhã đi mà. Thôi, mình phải đi ra ngoài mình tự ăn đi được mà. Không biết là có chỗ nào luyện tập vừa ngồi vừa ăn không ta? Đấy. Ăn cái gì đấy? Ăn tương ớt à? Chả biết là ăn cái gì nữa. Nhưng mà ngồi cái bàn này thì có mỗi một chai tương ớt. Nhưng chắc là mình ăn không khí rồi. Mà có auto tự ăn không chứ kích thế này hỏng hết chuột của mình. Đây. Ờ, hình như là auto tự ăn thì sẽ được cộng ít hơn các bạn ơi. Nên các bạn cứ ăn bằng tay cho nó được nhiều. Gì đấy? Lát bánh pizza cộng 3 miếng à? Rồi, người ta tặng nha. Ok. À, bây giờ là Thắng sẽ ăn bánh pizza chứ Thắng sẽ không ăn bánh mì hamburger nữa đâu. Ấy 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 ấy. Ăn bánh pizza là sẽ cộng 3 nha. À, Thắng có nhiều sức mạnh thì Thắng sẽ mua những cái đồ ăn khác nha. Bánh xếp áp chảo ghè nguyên hạt pizza toàn bộ cả miếng. Nhưng mà mình sức mạnh của mình bây giờ mình phải tập đã. 800 chưa? 800 thì mua được cái gì đây? 800 thì vẫn chưa mua được cái gì cả mấy bạn ạ. 800 là cứ tập. Thắng sẽ sang cái quả bàn 800 này kìa. Đấy, ngồi vào bạn. Bạn cần chưa được, còn thiếu 2 miếng nữa. Ok. Rồi, ăn được xong là người ta sẽ chỉ ra mua trứng kìa. Nhưng mà trứng sẽ mua mất 5 huân chương. Ok. Quậy, quậy. Quậy trứng mà cũng vip như thế này kìa. Được một con cáo, hàng hiếm luôn. Wow. Xin 20%. Trang bị chưa ta? Wow! 200% sức mạnh kìa. Ok. Mà Thắng trang bị chưa ta? Hình như là trang bị đấy. Bây giờ là mình sẽ sang cái bàn mà có hai chai tương ớt nha. Ok. Uầy, bây giờ cộng một phát là khá là nhiều luôn đấy. Lên 1,5k rồi. Bây giờ là trang bị bánh xếp mở khóa. Rồi tí nữa Thắng sẽ ăn gà nha. Ăn cái bánh pizza toàn phần cuối cùng luôn. Có quà kìa. Nhận món quà đầu tiên. Thú cưng. Nhưng mà không phải là thú cưng cặp đôi. Nhận sức mạnh kìa. 10k sức mạnh rồi kìa. 10k sức mạnh. Ủa, oh my god, Thắng cứ mãi ăn.
ngồi đấy liên tục, và bây giờ thằng không ngồi nên thằng xuống, thằng chạy bộ, thì thằng mới phát hiện ra một cái điều đó là thằng cực kỳ là béo luôn. Bây giờ béo như thế này rồi mà thằng còn có thể ăn được gà kia. Wow, gà cộng 24 lần nha, để xem nè. Đó, ôi giời, ăn gà phát là người ta cộng nhiều hơn luôn. Ok, bây giờ là thằng béo như thế này rồi, thằng sẽ đi chạy luôn nha, để xem là thằng sẽ đứng top mấy đây. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong 7 giây, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Let's go! Good now! Mình béo thế này, mình vẫn chạy chậm quá mấy bạn ơi, thằng vẫn top 1. À không, cái tên núp núp kia nó đã ở đằng sau thằng rồi nha. Thằng đã vươn lên top 2, top 3. Nhưng mà không thể nào mà lên được top 1, bởi vì tên top 1 nó đã về tới cuối đích rồi. Thắng giành được top 2 thì kìa. Yeah. Kể ra cũng đơn giản đấy. Top 2. Trong khi đó thắng không béo lắm. Rồi, mình có tiền, mình sẽ mở một quả trứng nè. Hiếm đi, hiếm đi. Lại được hiếm. Quá là vui, lui tôi vui luôn. Vật nuôi nè. Đâu, rõ ràng mở được thêm 2 con bét nữa rồi. Nhưng mà bây giờ vào trong tư đồ thì có 1 con bét mới cả. Ở ngoài cũng chỉ có 1 con bét mà thôi. Chẳng hiểu kiểu gì luôn, người ta bịp mình à. Vật nuôi nhá. Đời 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 đời. Các bạn thấy không? Đúng 1 con bét luôn, không hiểu kiểu gì. Để ta sẽ quay lại 1 lần nữa nhá. Đấy, con mèo nhá. Con mèo không phổ biến. Ok, tiếp tục. Không biết là người ta có cho không đây. Nào, mèo đâu? Con mèo thì lại ra, hình như ra con giống nhau người ta không cho là sao ấy. Trang bị tốt nhất. Đúng rồi các bạn ơi, phải quay ra một cái con thú cưng khác thì người ta mới cho trang bị. Rồi con mèo nha. Có được 3 con không? Bịp mình thật sự rồi, mình quay được 2 con cáo hiếm mà không cho mình trang bị. Mà bây giờ quay được 2 con mèo đéo lại cho mình trang bị. Bực mình rồi đấy nha. Thôi mặc xác rồi đi. Cửa hàng thực phẩm, cái xe bán thức ăn đây này. Mua thức ăn cuối cùng đó chính là bánh pizza toàn bộ. Bây giờ một lần cắn của thắng sẽ ăn một cái bánh pizza luôn đấy, chứ không cầm một con gà nhỏ nhỏ như người xưa nữa. Ăn một cái là cộng 68, nhưng mà vẫn ít mấy bạn ơi. Chắc là thắng sẽ phải đi thi chạy, rồi sau đó thắng lấy huân chương, thắng mở trứng ra thôi. Chưa như này thì còn lâu mới mở được cái map thứ hai. Ok, đứng ở đây và chuẩn bị là đua giành tập một cái tên áo màu xanh kia thôi nhỉ. Nhưng mà cuộc thi phải bắt đầu trong 34 giây nữa. Cái này không phải là cứ muốn là thi được đâu nha, phải đợi thời gian. Nhưng mà đã tự tin là thằng sẽ giành chiến thắng ổn, nhưng mà không phải đâu, phải được 50k sức mạnh nha. Ok, đó, cái tên top 1 kia nó chạy nhanh quá mà. Nhưng mà thằng sẽ giành được top 2 đó. Top 1 kia nó về tới đích rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Wow, còn một chút nữa thôi. Thằng nghĩ là thằng sẽ lên tầm 50k sức mạnh là thằng sẽ giành top 1 nha. Ok, được cộng huân chương là vui rồi. Bây giờ là tiếp tục ra mở bét nâng cấp vật nuôi. Đấy, chị này. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em này, 83%. Không biết là có được không. Đừng có làm mất hết của tôi nha. Chắc là cái gì luôn. Rồi, hình như là được nâng cấp vật nuôi lên thành công rồi sao nhở. Đây, đúng rồi, 260%. Kể ra là cũng được, nhưng mà là mất kim cương mấy bạn ơi. Thôi ok, bây giờ là sẽ tập cố lên 40k để ăn quả 2 chai nước sốt vàng này. Lên 40.000 chưa? Ok, 40.000 và ngồi đây tập ăn thôi. Đã lên 50.000 rồi, bây giờ là sẽ đi đua luôn nha. Ok, đua luôn để còn lấy huân chương sang cái map mới. 9 giây, 8 giây, may quá. Tới đúng cái lúc mà cuộc thi sắp bắt đầu. 3, 2, 1. Let's go! Go! Đua tôi nè, tốc độ nhanh chưa? Nhưng mà cái thằng danh con top 1 kia nó vẫn chạy nhanh thế nhờ, chạy hiểu kiểu gì luôn. Rồi, thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong. Mình kích nhanh lên lệ liên tục này rồi. Ui, có một bạn kia đã giành top 1 được kìa. Oh my god. Nhưng mà thằng cũng giành được top 2 là toát là tuyệt vời luôn. Các bạn top 1 kia là người chơi đấy nha. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu thêm một lần nữa. Rồi các bạn ơi, nhấn mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên. Đấy, ghê chưa. Thằng đã giành top 2 rất là nhanh chóng. Và top 1 kia chuẩn bị. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Yeah. Thằng đã chính thức trở thành top 1 rồi nha.
Nhưng mà bây giờ phải kiếm huân chương để đi sang mở cái cánh cửa bên nè nè, cần 1.000 huân chương cơ, thế giới 2. Và đây là lần chạy cuối cùng là ta sẽ được 1.000 huân chương nha. Rồi, 1.000 huân chương cộng 125. Sao 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 sao, bây giờ là đi ra mở sang cái ui sự ui map thứ hai. Đấy. Wow. Map thứ hai là sẽ ở đâu đây mấy bạn ơi? Wow, map thứ hai là khu vực tuyết nha. Ở đây là đường đất tuyết toàn băng đã băng cả tuyết mà thôi. Rồi xong, ui, toàn là sức mạnh tính tiền triệu thôi nha. Đấy, mà không biết là cái cửa hàng xe bên này người ta sẽ bán cái đồ ăn gì nhờ. Và xem nào. Wow, sô-cô-la béo, bánh đá xanh cũng béo, toàn những cái đồ ăn béo mà thôi. Nhưng mà phải được 1 triệu thì mới ăn được sô-cô-la cơ. Để xem nào, thắng ngồi trên bàn này thì thắng sẽ tập được bao nhiêu. À, một lần tập này sẽ cộng được 126 mà thôi. Thế này thì bao giờ thắng mới lên 250k. Và ở bên này là thắng sẽ đua với kẻ phản diện. Ồ, cái nhân vật này nghe có vẻ giống cái nhân vật gì mà ở trong phim Minion ấy nhở, mới cả giống cái anh YouTuber ở nước ngoài nữa. Ui, tôi đã đua đâu? Cái gì? Ui giời, ui, ra con đường này tự nhiên mình chạy chậm như là một con rùa vậy trời. Ui, top 1 rồi. Ê, bạn kia chạy về đầu tiên kìa, rồi cái con dê gấu bắc cực nhà tám hiểm kẻ phản diện và mình là cuối cùng luôn. Ở đây là toàn tốc độ tính bằng tiền triệu thôi, chứ không có tốc độ tính mấy chục nghìn như mình đâu. Ê, gì cơ? Ôi, cái tên kẻ phản diện kia cúi bếp dạo. Ôi giời ơi, còn thua cả tháng luôn. Thế là tháng đã giành top 4. À, top 5, tên kia top 6. Thôi, kết thúc cái video ở đây thôi. Thằng phải dành thời gian luyện tập thêm nữa thì mới giành top 1 cái tên mấy triệu sức mạnh kia. Còn bây giờ là bye bye.